Chào mừng tất cả các bạn, chúng ta lại đến với bài số 5, Trung Quốc thời phong kiến. Hôm trước, thầy trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phần 1, các triều đại trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Chúng ta đã tìm hiểu về sự thành lập của các triều đại trong lịch sử phong kiến của Trung Quốc và tình hình chính trị và chính sách đối ngoại của các triều đại như thế nào. Thì tiết học hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội của Trung Quốc trong thời kỳ phong kiến. Cùng với đó, chúng ta sẽ sang phần 2, tìm hiểu về mặt văn hóa Trung Quốc thời kỳ phong kiến. Xét về tình hình kinh tế, trong thời cổ đại, nền kinh tế chủ yếu của Trung Quốc lúc bấy giờ đó chính là nền kinh tế nông nghiệp. Sau khi chế độ phong kiến được xác lập dưới thời nhà Tần, nhờ các công cụ bằng sắt nên diện tích canh tác được mở rộng và các công trình thủy lợi lớn ra đời, năng suất lao động ngày càng cao. Tần Thủy Hoàng còn quan tâm đến thống nhất tiền tệ đo lường. Bước sang thời kỳ nhà Đường thì nền kinh tế có sự phát triển cao hơn so với các triều đại trước, đặc biệt là trong nông nghiệp. Lúc bây giờ, nhà Đường đã thực hiện nhiều chính sách để mà phát triển sản xuất nông nghiệp, như là thực hiện chế độ quân điền. Chế độ quân điền tức là chế độ phân chia ruộng đất về cho nông dân cày cấy. Cùng với đó, nhà Đường đã áp dụng kỹ thuật canh tác mới để mà phát triển sản xuất. Và đặc biệt, để mà khuyến khích nông dân sản xuất thì nhà Đường đã thực hiện cái chế độ thu thuế mới, đó là tô dung điệu và giảm xu dịch. Thuế tô tức là thuế lúa, thuế dung tức là thuế vải và thuế điệu tức là thuế lao dịch. Và nhờ những chính sách đó cho nên nền nông nghiệp của nhà Đường nó phát triển rất là mạnh mẽ. Xét về nền kinh tế thủ công nghiệp, ở Trung Quốc có nền thủ công nghiệp phát triển rất sớm. Đến thời Trung Đại, số ngành nghề càng nhiều, quy mô sản xuất ngày càng lớn và kỹ thuật ngày càng tinh xảo. Tiêu biểu như là nghề đèn sắt, nghề đóng thuyền, nghề làm giấy hoặc là nghề dệt, vân vân. Và đến thời kỳ Minh Thanh, các hình thức công xưởng thủ công mang tính chất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện chủ yếu ở trong các nghề như là nghề dệt, nghề làm giấy, nghề đồ gốm. Đến thế kỷ thứ 18, cùng với sự khôi phục của các ngành sản xuất thì các công xưởng thủ công ngày càng xuất hiện nhiều hơn, và từ đó nhiều thành thị lớn ra đời và phồn thịnh như là Bắc Kinh hoặc là Nam Kinh, vân vân. Về kinh tế thương nghiệp, trên cơ sở phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp nên thương nghiệp của Trung Quốc cũng phát triển thời hạn. Không những nội thương mà ngoại thương cũng ngày càng mở rộng. Con đường tơ lụa nó bắt đầu được hình thành từ thời nhà Hán, và đến thời kỳ nhà Đường, con đường tơ lụa đã được mở rộng. Đây là con đường huyết mạch để mà trao đổi buôn bán với các nước Tây Á cũng như là các nước Địa Trung Hải và Tây Âu. Các bạn nhìn lên màn hình, đây chính là hình ảnh con đường tơ lụa ở Trung Quốc. Bức tượng con lạc đà chính là cái biểu tượng của con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa này nó kéo dài từ Phúc Châu Trung Quốc đi qua các nước Tây Á, qua khu vực Địa Trung Hải vào đến các nước Tây Âu. Và con đường tơ lụa này nó có chiều dài 7.000 km bằng 1/3 chu vi vòng trái đất. Với sự phát triển của nền kinh tế, nó dẫn đến tình hình xã hội có sự phân hóa, giai cấp. Lúc bấy giờ, trong xã hội phong kiến của Trung Quốc, nó đã hình thành hai giai cấp mới, đó là địa chủ phong kiến và nông dân lĩnh canh. Và mối quan hệ bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân lĩnh canh chính là mối quan hệ sản xuất phong kiến. Và mỗi triều đại, mâu thuẫn xã hội ngày càng diễn ra gay gắt, từ đó nó dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân diễn ra. Tiêu biểu như là cuối thời kỳ nhà Tần thì có các cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng Ngô Quảng, hay cuộc khởi nghĩa của chú cháu Hàng Lương Hàng Vũ, cuộc khởi nghĩa của Lương Bang, vân vân. Cuối thời kỳ nhà Đường thì có cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào, nó dẫn đến sự sụp đổ của nhà Đường. Chúng ta sẽ sang phần 2, văn hóa Trung Quốc thời phong kiến. Trong lịch sử thì Trung Quốc đã xây dựng cho mình một thời đại văn minh vô cùng rực rỡ. Người ta gọi đó là nền văn minh Trung Hoa. Và kế thừa những di sản của nền văn hóa cổ đại đó, đến thời Trung Đại, trên cơ sở của những điều kiện kinh tế xã hội mới và sự giao lưu văn hóa đối với bên ngoài, nhân dân Trung Quốc đã sáng tạo ra cho mình những thành tựu văn hóa rất rực rỡ và độc đáo trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, sử học, văn học và khoa học kỹ thuật. Vậy để tìm hiểu rõ hơn về sự phát triển của nền văn hóa Trung Quốc thời kỳ phong kiến như thế nào thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng nội dung cụ thể.
Đầu tiên, thầy trò chúng ta sẽ tìm hiểu về mặt tư tưởng. Xét về mặt nho giáo, người đầu tiên đề xướng nho học là Khổng Tử. Đến thời Hán Vũ Đế, nhà Hán đã trở nên cường thịnh. Tuy nhiên, có một vấn đề cấp bách cần được giải quyết, đó là việc tăng cường chế độ tập quyền trung ương. Vì vậy, Hán Vũ Đế đã muốn tìm cho mình một hệ tư tưởng chỉ đạo cho việc giải quyết vấn đề ấy, nhưng với điều kiện không làm căng thẳng thêm mâu thuẫn xã hội lúc bây giờ. Và trong cái hoàn cảnh đấy thì nho học nó đã được lựa chọn là cơ sở lý luận, là tư tưởng cho nền thống trị của giai cấp phong kiến. Vì với những chủ trương thống nhất và đường lối nhân chính, trường phái này đã đáp ứng được yêu cầu lịch sử lúc bây giờ. Và năm 136 trước công nguyên, Hán Vũ Đế đã chính thức bãi trúc Bắc Gia và độc tôn nho học. Do vậy, nho học nó mới bắt đầu trở thành trường phái tư tưởng quan trọng nhất ở Trung Quốc lúc bây giờ. Và cũng trong giai đoạn này thì nho học được phát triển thêm một bước mà người có vai trò đóng góp quan trọng đối với nho học, đó chính là Đổng Trọng Thư. Lúc bây giờ, Đổng Trọng Thư đã phát triển các quan niệm tam cương, ngũ thường, tam tòng, tử đức. Và đây cũng chính là công cụ sắc bén, là cơ sở lý luận và tư tưởng của chế độ phong kiến. Về quan niệm tam cương, đó chính là ba cặp quan hệ vua tôi, cha con, vợ chồng vợ. Về tôi phải phục tùng vua, con phải phục tùng cha, vợ phải phục tùng chồng. Còn về mặt quan niệm ngũ thường, đó chính là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Đó chính là năm đức tính hàng ngày của con người. Và cái quan điểm này nó đã có trong tư tưởng của Khổng Tử và Mạnh Tử. Đến thời Đổng Trọng Thư thì nó ghép thành một hệ thống hoàn chỉnh. Và các sách chủ đạo để giảng dạy trong nho học đó chính là Ngũ Kinh, gồm có các sách Thi, Thư, Lễ, Dịch và Xuân Thu. Cùng với đó là bộ sách Tứ Thư, gồm các quyển sách như là Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại Học và Trung Dung. Và từ đây, nho học từ một trường phái tư tưởng đã biến thành một học thuyết mang màu sắc tôn giáo. Từ đó, học thuyết này đã trở thành cơ sở lý luận và tư tưởng của chế độ phong kiến suốt hơn 2.000 năm lịch sử ở Trung Quốc. Xét về mặt Phật giáo, Phật giáo đã ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên ở Ấn Độ. Và từ thời Tây Hán, Phật giáo ở Ấn Độ bắt đầu truyền bá vào Trung Quốc. Nhưng đến thời Đông Hán chỉ mới có một số quý tộc theo đạo Phật. Mãi đến thời Tam Quốc, Phật giáo mới được truyền bá rộng rãi trong nhân dân. Đến thời kỳ nhà Đường, Phật giáo ngày càng thịnh hành. Và để nghiên cứu tường tận giáo lý của đạo Phật, nhiều nhà sư của Trung Quốc như là Phát Hiện thời Đông Tận, Huyền Trang thời kỳ nhà Đường đã tìm đường sang Ấn Độ để mà học hỏi kinh Phật. Xét về mặt sử học, bắt đầu từ thời Tây Hạng, sử học nó mới bắt đầu trở thành một lĩnh vực độc lập. Mà người đặt nền móng của nền sử học của Trung Quốc đó chính là Tư Mã Thiên với tác phẩm Sử Ký Tư Mã Thiên. Đây chính là bộ thông sử đầu tiên của Trung Quốc. Tư Mã Thiên đã viết bộ sử ký này bắt đầu từ thời Hoàng Đế cho đến thời kỳ Hán Vũ Đế, nó kéo dài 3.000 năm. Và đến thời nhà Đường, cơ quan biên soạn lịch sử của Trung Quốc ra đời, người ta gọi đó là sử quản. Sử quản đời Đường đã soạn được nhiều bộ sử có giá trị. Và từ đó về sau, các bộ sử của các triều đại đều do nhà nước biên soạn. Về mặt văn học, văn học được xem là lĩnh vực rất nổi bật trong nền văn hóa Trung Quốc thời Trung Đại. Do kinh tế phát triển mạnh mẽ và toàn diện, do thực tế phong phú và sinh động của cuộc sống trong một đất nước rộng lớn với những điều kiện tự nhiên nhiều màu nhiều sắc, do những cuộc đấu tranh phức tạp trong xã hội, và đặc biệt do chính sách dùng văn chương làm thước đo tài năng, nên nền văn học rất được khuyến khích trong kho tàng văn học của Trung Quốc giai đoạn lịch sử này. Tiêu biểu nhất đó chính là Phụ thời Hán, Thơ thời Đường, Từ thời Tống, Trịch thời Nguyên và Tiểu thuyết thời Minh Thanh. Thơ Đường được xem là đỉnh cao của thơ ca Trung Quốc mà các thời trước và sau đó không sánh kịp. Thơ Đường nó có một số lượng rất là lớn, phản ánh tương đối toàn diện đất nước và bộ mặt xã hội lúc bây giờ, đã đạt đến trình độ rất cao về nghệ thuật. Trong hơn 2.000 nhà thơ còn lưu tên tuổi đến ngày nay thì Lý Bạch, Đỗ Phủ và Bạch Cư Dị là ba nhà thơ lớn và tiêu biểu nhất. Lý Bạch
có một bài thơ rất là nổi tiếng. Bài thơ mang tên Xa Ngạm Thác Núi Lư. Những khổ thơ của Đỗ Phủ miêu tả những cảnh bất công trong xã hội, cảnh nghèo khổ và những nỗi oan khóc của nhân dân lao động. Ví dụ trong bài Từ Kinh Đô về huyện Phụng Tiên, cùng với đó là nhà thơ Bạch Tư Dị với nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông, tiêu biểu như là tác phẩm Ông Già Đỗ Lăng. Tóm lại, thơ đường là những trang chói lọi trong lịch sử văn học Trung Quốc. Tiểu thuyết là một loại hình văn học mới của Trung Quốc và nó ra đời từ thời Minh Thanh. Những tác phẩm nổi tiếng lúc bây giờ như là Thủy Hự của Thi Nại Am, Tam Quốc Chỉ của La Quán Trung, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ông hay là Hồng Lâu Mộng của Tào Thuyết Cần. Truyện Thủy Hự của Thi Nại Am nó kể lại cuộc khởi nghĩa nông dân ở Lương Sơn Bạc do Tống Giang lãnh đạo. Tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân nó kể lại cái hành trình đi Tây Thiên Thịnh Kinh của năm thầy trò Đường Tăng. Còn tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Thuyết Cần nó viết về một câu chuyện hương suy của một gia đình quý tộc phong kiến và chuyện yêu đương giữa một đôi thiếu niên. Qua đó nó vẽ nên bộ mặt của xã hội phong kiến Trung Quốc trong giai đoạn suy tàn. Xét về mặt khoa học kỹ thuật, bên cạnh tư tưởng, văn học, sử học là những lĩnh vực nổi bật nhất của Trung Quốc. Và trong thời kỳ này, các mặt toán học, thiên văn học, y dược cũng đạt được những thành tựu nhất định. Thành tích nổi bật nhất về mặt toán học của Trung Quốc thời kỳ phong kiến đó chính là Tổ Sung Tri đã tìm được số bi chính xác có 7 chữ số lẻ. Về mặt y dược, từ đời nhà Hán đã xuất hiện nhiều thầy thuốc giỏi, nổi tiếng nhất đó chính là Ho Đà. Ông là người đầu tiên của Trung Quốc đã biết dùng phẫu thuật để chữa bệnh. Về mặt thiên văn học, Trung Quốc vốn có nhiều hiểu biết từ thời cổ đại đến thời Tần Hán. Trung Quốc lại phát minh ra nông lịch, tức là chia một năm thành 24 tiết để nông dân có thể dựa vào đó để biết thời vụ mà sản xuất. Về mặt kỹ thuật, trong giai đoạn lịch sử này, nhân dân Trung Quốc đã có 4 phát minh hết sức quan trọng, đó chính là giấy, kỹ thuật in, la bàn và thuốc súng. Về giấy, mãi đến thời Tây Hán, ở Trung Quốc người ta vẫn viết lên thể tre hoặc là lụa. Và đến năm 105, Thái Luân đã phát minh ra cách dùng vỏ cây, lưới cũ và giấy rách để làm giấy. Từ đó, nghề sản xuất giấy trở thành nghề mới. Còn về kỹ thuật in nó bắt đầu được phát minh từ thời nhà Đường. Đến giữa thế kỷ thứ 11, tức là thời Tống, đã phát minh ra cách in chữ rời bằng rắc nung. Đến cuối thế kỷ thứ 14, kỹ thuật in đã truyền sang Triều Tiên và người Triều Tiên đã cải tiến thay chữ gỗ bằng chữ đồng và sau đó là truyền sang Trung Quốc. Từ đó nghề in ở Trung Quốc càng tiến bộ. Một phát minh quan trọng nữa của Trung Quốc đó chính là bàn chỉ nam hay còn gọi là la bàn. Và việc phát minh ra la bàn đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho việc phát triển nghề hàng hải của Trung Quốc. Về thuốc súng, việc phát minh ra thuốc súng là một thành tích ngẫu nhiên của người Trung Quốc lúc bây giờ. Với việc phát minh ra giấy, kỹ thuật in, la bàn, thuốc súng, đây là những cống hiến rất lớn của nhân dân Trung Quốc đối với lịch sử nhân loại. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì người Trung Quốc trong thời phong kiến đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc vô cùng đồ sộ và nó còn để lại cho ngày nay, tiêu biểu như là Vạn Lý Trường Thành hay là Cố Cung. Cố Cung ở Bắc Kinh nó được xây dựng vào năm 1406 và hoàn thành vào năm 1402, thời kỳ nhà Minh. Tổng cộng đã có 24 vị hoàng đế của Trung Quốc lên ngôi chấp chính ở đây. Như vậy, dưới thời phong kiến, nền văn hóa của Trung Quốc đã phát triển một cách rực rỡ với nhiều thành tựu về mặt tư tưởng, sử học, văn học và khoa học kỹ thuật. Và những thành tựu lớn lao trên tất cả các lĩnh vực này đã làm cho Trung Quốc nó trở thành một trung tâm văn minh quan trọng ở khu vực phương Đông và trên thế giới. Và với những thành tựu đạt được của nền văn hóa của Trung Quốc, nó đã có ảnh hưởng to lớn đối với các nước khu vực xung quanh và tiêu biểu nhất là Việt Nam của chúng ta trong thời kỳ phong kiến. Như vậy, thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu xong phần 2 văn hóa Trung Quốc thời kỳ phong kiến, bài số 5 Trung Quốc thời kỳ phong kiến. Chúng ta đã tìm hiểu về các lĩnh vực văn hóa của Trung Quốc như là vấn đề tư tưởng tôn giáo, vấn đề sử học, vấn đề văn học, vấn đề khoa học kỹ thuật. Và với những thành tựu đạt được này, Trung Quốc nó đã trở thành cái nền văn minh của nhân loại, trở thành cái trung tâm văn minh của khu vực phương Đông cũng như cả thế giới.
Vậy thì về nhà các bạn đọc thêm bài này cho thầy và chú ý làm cho thầy bài tập trên K12 online.